Chợ gà bơ mì lông sọc là trong một cái bản một cái thứ đã ở trong đây trong tựa game Hello World Roto, nhưng mà rất ít người biết biết đến, không ai để ý tới. Đợi mình nhập nó xong là y chà. Game này mình tìm hiểu kỹ mới có thể biết được. Ok,
vấn đề hết. Goodbye.